Chào mọi người nhé. Con này thì mình không làm video đâu. Mình không làm video đi chăn trâu ở trên đồi trên rừng được. Hôm nay mình lại thả trâu xuống cái thả trâu xuống ruộng này để nó uống nước rồi chơi một lúc rồi mình sẽ đi về ở ngay cạnh nhà mình thôi. Đây thì có một đàn ngỗng này, chục con của nhà chú mình. Đây là nhà chú mình nhá. Đây mấy con trâu nhà mình này. Đây ông anh mình này, vợ thì vừa đẻ xong, ông anh vất vả đấy. Đây là vườn ngô nhé. Mình hay thả vào đôi bên này rồi đôi bên kia nữa. Khí độ đẹp không mọi người? Đây là con nghé nhà mình. Đây là không phải con nhà mình đâu, đây là con nhà bác nó gửi đấy. Nhưng mà nó sợ đàn của nhà mình, nó hay đi sau. Đây. Chỗ này thì chả có gì ăn đâu, nhưng mà thả ra thì nó cứ gặm mấy cái bờ ruộng này. Cạnh chiều mẹ mình thì đang căn nhà ở trên tít trên kia đồ kia. Về nhà cháu có gì nhưng mà được cái à, nó bình yên mọi người, cảnh đẹp, trời chiều mát mẻ như này là thích rồi. Đây, video của mình ngắn lên đây thôi, các bạn thấy hay thư giãn thì cho mình một like, một subscribe nhé. Cảm ơn mọi người. Bye mọi người nhé.